Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ năm ngày 20 tháng 6 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đảo chiều tăng nhẹ trở lại và hiện tại đứng ở mức 2.329 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong số giảm giao dịch ở mức 105,23 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ đứng ở mức 64.900 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,227% trên một năm. Còn đối thị trường năng lượng, giá dầu thô trong số giảm đứng ở mức 81,5 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Theo ngân hàng Wells Fargo tại Mỹ cho biết, giá vàng thế giới sẽ tăng trong vòng 6 tháng tới và sau đó tăng trở lại mức cao kỷ lục. Với dữ liệu công bố trong ngày thứ ba cho thấy, doanh số bán lẻ của Mỹ hầu như không tăng trong tháng 5, cho thấy hoạt động kinh tế vẫn mờ nhạt trong quý 2. Theo công cụ CME Fedwatch, xác suất cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9 đã tăng lên 60% sau khi dữ liệu được công bố. Tuy nhiên, thị trường tương lai có vẻ lạc quan hơn những gì mà bình luận gần đây của Fed cho thấy. Tuy nhiên, tại cuộc họp hôm thứ Tư, chính Fed đã điều chỉnh giảm từ 3 xuống còn một lần cắt giảm lãi suất mà họ đã dự đoán sẽ thực hiện trong năm nay, năm 2024. Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn là điều tiêu cực đối với vàng, một tài sản không mang lại lợi suất vì nó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý. Theo nhà phân tích của FX Street trong ngày thứ ba cho thấy, hầu hết các quan chức Fed đều đưa ra quan điểm chính thức rằng cần có thêm dữ liệu cho thấy lạm phát đang giảm xuống một cách bền vững trước khi họ cắt giảm lãi suất. Trong đó, chủ tịch Fed Paulson Johnson Collins cho biết còn có sớm để kết luận rằng lạm phát đang giảm. Còn thành viên hội đồng thống đốc Fed Adriana Kuro cho rằng tiến triển về lạm phát vẫn đang diễn ra dần dần. Trong một bài viết trên Kiko News, nhà phân tích Neil Chatterton cho biết John Longford, giám đốc chiến lược tài sản thực của ngân hàng Wells Fargo, ngân hàng tài chính lớn nhất tại Mỹ, nói rằng ông không mong đợi Fed cắt giảm lãi suất cho đến những tháng cuối năm. Thị trường đang nhìn thấy những dấu hiệu chắc chắn rằng các chính sách tiền tệ tích cực của Fed đã đạt đến giới hạn. Cho đến lúc đó, thị trường sẽ phụ thuộc vào sự lên xuống tự nhiên của dòng chảy trong thị trường bán lẻ. Người tiêu dùng ở châu Á, dẫn đầu là người mua Trung Quốc và Ấn Độ, là động lực quan trọng cho thị trường vàng thỏi vật chất, hỗ trợ cho giá cả ở gần mức cao kỷ lục. Theo ông John Lafa nói, nếu bạn là người tiêu dùng Ấn Độ, đột nhiên tính từ đầu năm đến nay, vàng của bạn đã trở nên đắt hơn 30%. Nói chung, những gì chúng tôi nhận thấy ở người tiêu dùng là họ không ngừng mua vàng, họ chỉ mua ít hơn một chút. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ vàng có thể tăng giá một chút trong vòng 6 tháng tới. Theo dự báo cập nhật giữa năm của ngân hàng Wells Fargo cho rằng, giá vàng dự kiến sẽ giao dịch trong khoảng từ 2.300 đến 2.400 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi dự kiến sẽ tăng lên 2.400 cho đến 2.500 đô la Mỹ trên một ounce vào cuối năm 2025. Ở mức giá hiện tại, giá vàng thế giới tương đương khoảng 72,36 triệu đồng trên lượng nếu đã bao gồm thuế và phí gia công. Như vậy là chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước tại chiều bán ra và giá vàng trên thị trường thế giới chỉ ở khoảng 4,62 triệu đồng trên một lượng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Trong sáng ngày hôm qua, ngày 19 tháng 6, cảnh xếp hàng mua vàng tại các ngân hàng không còn nữa khi các nhà băng triển khai bán vàng online, nhưng tình trạng mua vàng vẫn khó. Nhiều người dân phản ánh rằng các doanh nghiệp kinh doanh vàng báo hết hàng, trong khi đăng ký trực tuyến ngân hàng thông báo hết luật. Theo chị Kim Anh ở Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết rằng chị cần mua một lượng vàng trả nợ nhưng chật vật mua vàng online từ nhiều ngày nay mà vẫn không thành công do nhu cầu người mua cao, mạng quá tải hết luật đăng ký quá sớm. Trong khi các ngân hàng lại không bán trực tiếp. Do mua vàng online trên hệ thống khó, nhiều người dân vẫn xếp hàng chờ mua vàng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn. Cho đến ngày hôm qua ngày 19 tháng 6 thì SJC vẫn mở cửa giao dịch để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Dù vậy thì công ty này cũng đang triển khai phương án để sớm cho khách hàng đăng ký mua vàng qua kênh online thay vì xếp hàng mua trực tiếp như vậy. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay, nhìn chung mặt hàng vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác tạm thời chưa có thay đổi về giá. Như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang mua vào mức 74,98 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,98 triệu đồng trên một lượng. Mức giá này được áp dụng cho cả ba hệ thống Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.
Với tập đoàn vàng bạc đá quý Doji đang niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có cùng mức giá, mua vào mức 74,98 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 76,98 triệu đồng trên lượng. Hệ thống này điều chỉnh giảm 320.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, còn với chiều bán ra không có thay đổi. Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận thì cũng không có thay đổi về giá, đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên cả hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 74,98 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,98 triệu đồng trên một lượng. Xu hướng nằm im bất động cũng được duy trì ở các hệ thống kinh doanh còn lại. Còn với mặt hàng vàng nhẫn bố số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác, đóng cửa phiên hôm qua bằng một phiên tăng nhẹ. Với giá nhẫn bố số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang mua vào mức 73,45 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 75,05 triệu đồng trên một lượng, tăng 150.000 đồng trên một lượng cả chiều vào và chiều bán ra. Mức giá này áp dụng cho giá nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ. Với giá nhận bộ số 9 loại nửa chỉ của công ty này, mua vào mức 73,45 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 75,15 triệu đồng trên lượng. Nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 74,33 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 75,63 triệu đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng cả chiều vào và chiều bán ra. Chi tiết của bảng giá này, kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin này. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại mua vào mức 25.219 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.469 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.750 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.850 đồng trên một đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch sáng nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000, chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Phú Quý SJC mua vào 7.550.000, bán ra 7.698.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.550.000, bán ra 7.698.000. Mi Hồng SJC mua vào 7.600.000, bán ra 7.698.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Ngân hàng TB Gold mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì cũng không có thay đổi về giá, chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. SJC Huế mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. SJC Bạc Liêu, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Sau phiên tăng nhẹ cuối ngày hôm qua đến thời điểm này tạm thời chưa có điều chỉnh và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.345.000, bán ra 7.505.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 7.345.000, bán ra 7.515.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.335.000, bán ra 7.435.000. Vàng 24K mua vào 7.161.4.000, bán ra 7.361.4.000. Vàng 18K mua vào 5.341.8.000, bán ra 5.591.8.000. Vàng 14K mua vào 4.100.000, bán ra 4.350.000. Vàng 10K mua vào 2.865.7.000, bán ra 3.115.7.000. Vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.433.000, bán ra 7.563.000. Nhẫn 24K PNG mua vào 7.345.000, bán ra 7.515.000. Nhẫn tròn bộ số 9 Hưng Thịnh Vượng Doji mua vào 7.435.000, bán ra 7.560.000. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.